Xin chào cả nhà. Hôm nay con có đi đồng được mấy con cá lóc với đường con ếch. Hôm nay con sẽ làm cá lóc ếch nướng chiêu. Bây giờ con sẽ tiến hành nướng nha cả nhà. Giờ con sẽ bật cây khò lên. Cá lóc nướng với ếch nướng này cả nhà. Thành thị thì cá lóc nào cũng ếch cá lóc nhiều. Nó nướng xong rồi, đây là cái gỗ gao nè, đây nó chấm. Mời cả nhà ăn ếch nha, đây là ếch nướng nha. Ngọt. Quá ngọt cả nhà. Ít sống thì ngọt. Mời cả nhà nha. Đúng là cái lóc đồng đem lên là mình nướng ăn nó rất là ngon. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Cái lóc đồng này nướng chiêu này ăn rất là ngon. Ngày mà thêm rượu tới công chuyện. Thịt cá rất là ngọt.
sáng nay tối mình đi kích cá rồi, tối mình đi soi cá. Sớm giờ video cũng đã dài cả nhà, hy vọng cả nhà ủng hộ cho mình nha. Lâu rồi mình cũng ít có ra video cho nên tiền không có bao nhiêu, hy vọng cả nhà ủng hộ cho mình. Giờ hẹn cả nhà lại video tiếp theo. Chào cả nhà.